Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tổng đá vào ngày hôm nay, ngày 23 tháng 5. Đội tuyển U23 Việt Nam đã có một chiến thắng xứng đáng trước đội tuyển U23 Thái Lan để chúng ta có được chức vô địch của kỳ SEA Games 31. Và đương nhiên, tất cả chúng ta, các cổ động viên cũng đang hân hoan với chiến thắng này trong ngập tràn những niềm vui. Thế nhưng chúng tôi vừa qua lướt qua một hình ảnh, đó là Lê Văn Xuân đã khóc cùng với người bố của mình. Và bố của cậu ấy cũng đã bật khóc sau khi mà chứng kiến cậu con trai của mình không thể ra sân cùng đồng đội vừa qua để chiến thắng trước đội tuyển U23 Thái Lan. Và với cương vị của một người bố, khi mà chứng kiến đứa con của mình đã rất cố gắng, đã nỗ lực trong suốt những quãng đường vừa qua, những trận đấu cùng đội tuyển U23 Việt Nam và đóng góp rất nhiều những công sức về lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam, thì Lê Văn Xuân bị chấn thương, thì bố cậu ấy đã khóc không cầm nổi nước mắt khi mà nhìn cậu con của mình phải chống nặng, phải đi, không thể đi một mình được. Và thực sự đó là khoảnh khắc vô cùng xúc động, mà tôi nghĩ rằng là nếu quý vị và bạn có nhìn hình ảnh này thì quý vị và bạn cũng sẽ không cầm được nước mắt giống như chúng tôi thôi. Thế nhưng dù sao đi chăng nữa thì mọi thứ cũng đã diễn ra một cách tốt đẹp nhất. Đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta đã có được chức vô địch và Lê Văn Xuân cũng rất xứng đáng để nhận được những lời ngợi khen, mặc dù trận đấu vừa qua cậu ấy không cùng đội tuyển U23 Việt Nam để chiến đấu được. Thế nhưng với những gì mà cậu đã đóng góp thì rõ ràng là cái chiến quả này, tất cả các cổ động viên, tất cả những cầu thủ và ban luyện vừa qua cũng đã cùng ăn mừng với cả Lê Văn Xuân. Điều đó cho thấy rằng là tập thể của đội tuyển Việt Nam chúng ta, kể cả đội tuyển U23 Việt Nam, ban huấn luyện, những cầu thủ có sự đoàn kết rất cao, và đó chính là tinh thần Việt Nam để giúp chúng ta có được một chiến quả ngày hôm nay. Mặc dù phải đối đầu với đội tuyển U23 Thái Lan được đánh giá là hình hơn chúng ta đôi chút. Và một câu chuyện chúng tôi muốn nhắc lại một chút, đó là vừa qua thì một chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải cũng đã có rất nhiều những sự chỉ trích dành cho Parser trong những trận đấu vừa qua của đội tuyển U23 Việt Nam. Ông này rất nhiều chỉ trích có nói rằng là thầy Park không chịu thay đổi, rồi là thầy Park giữ mãi cái bộ khung, và những thời điểm những khó khăn thì thầy Park vẫn giữ nguyên những vị trí, trông có bất cứ một cái thay đổi gì cả. Rất nhiều chỉ trích dành cho Parser trong trận đấu với đội tuyển U23 Malaysia. Nhưng có lẽ rằng sau khi chứng kiến được một cái tài cầm quân tuyệt vời của Parser trong trận thắng tuyển U23 Thái Lan, với cách nhìn nhận trận đấu và cách thay người có thể nói rằng mang đến hiệu quả hoàn hảo. Cùng với đó là huấn viên người Anh, ông Stephen Darby, ngay sau khi trận đấu kết thúc thì ông cũng đã có những chia sẻ, mà chắc chắn những chia sẻ này sẽ khiến cho ông Vũ Mạnh Hải sẽ phải trốn rất kỹ, và tôi nghĩ rằng phải vài hôm nữa thì mới dám thỏ mặt ra. Và sau khi chứng kiến Parser cùng đội tuyển U23 Việt Nam đánh bại đội tuyển U23 Thái Lan, huấn luyện viên Stephen Darby, huấn luyện viên người Anh, có một chia sẻ rằng đó là một trận đấu không hề dễ dàng dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Các bạn cũng đã thấy điều này. Cầu thủ của U23 Thái Lan họ có sự đồng đều, họ có kỹ thuật tốt và khả năng giữ bóng rất tuyệt vời. Thế nhưng cách nhập cuộc của U23 Việt Nam là rất tốt, và chính sự thay đổi của ông Park đã mang đến hiệu quả tuyệt đối dành cho U23 Việt Nam. Tôi thực sự rất nể phục ông ấy. Mà các bạn đã quá may mắn khi đã có được một viên tài năng. Và tiếp đó ông cũng có rất nhiều những phân tích về trận đấu vừa qua của tuyển U23 Việt Nam, những điều mà đã giúp cho chúng ta đã có được một chiến thắng rất tuyệt vời trước người Thái. Thứ nhất đó là khả năng phòng ngự ở hiệp 1, và đã có những thời điểm dồn lên bất ngờ ở cuối hiệp 2 khiến cho U23 Thái Lan đã không kịp trở tay. Việc đối đầu với tuyển U23 Thái Lan cực mạnh trong tấn công thì thầy Park đã sử dụng một hình mặc dù cũng là lùi sâu nhường thế trận cho đối thủ, nhưng chúng ta sẵn sàng liên tiếp mở ra những đường phản công, chứ không phải là cái cách chơi tử thủ mà ông Vũ Mạnh Hải có khuyên thầy Park trước khi trận đấu này diễn ra, rằng là đội tuyển U23 Việt Nam phải tử thủ thì mới mong ra đá mới đá được với cả Thái Lan. Thế nhưng rõ ràng trận đấu vừa qua thì trong hiệp 1 chúng ta đã sử dụng lối chơi rất hiệu quả, về hiệp 2 những cú đòn sắc lẹ mà Parser tung ra đã khiến cho người Thái phải ôm hận. Và đây là lần đầu tiên tại SEA Games thì U23 Việt Nam đã thi đấu theo cái phong cách không như thường thấy, chúng ta cũng không phải là quá dồn dập tấn công, nhưng cũng không phải chúng ta chơi phòng ngự. Rõ ràng đôi bên đã ăn miếng trả miếng và có những sự thận trọng với nhau. Cả U23 Thái Lan cũng như vậy thôi. Họ chủ yếu cầm bóng ở khu vực sân nhà và thi thoảng lắm mới có những đường chuyền về phía trên để cho các tiền đạo cố gắng vượt qua hàng phòng ngự của chúng ta, thế nhưng không thành. Và huấn luyện viên Stephen Darby có khẳng định rằng thầy Park đã ứng biến một cách vô cùng hoàn hảo. Có những thời điểm thì đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta đã lùi sâu, chơi thận trọng, thế nhưng đã khóa chặt được tuyến giữa và đã không cho phép đối thủ tiến sát được khu vực cấm địa của mình. Và mỗi khi có những cơ hội thì chúng ta cũng đã lập tức có những đường phản công bằng những đường chuyền nhanh, ít chạm và có rất nhiều những cú dứt điểm rất quyết đoán, khác hẳn với những trận đấu trước đây. Thực sự đây là trận đấu rất hay của đội tuyển U23 Việt Nam khi phải đối đầu với đối thủ cực mạnh, đó là U23 Thái Lan.
Và sau khi chúng ta thành công với cách chơi trong khoảng 2 phần 3 thời gian của trận đấu thì thấy Park đã bất ngờ chuyển sang một lối chơi tấn công dồn dập khiến cho U23 Thái Lan đã không kịp trở tay trong cái tình trạng mà đã có những dấu hiệu xuống sức khi phải đối đầu với những cầu thủ U23 Việt Nam của chúng ta đã có một cái nền tảng thể lực thực sự là quá tuyệt vời. Đội tuyển U23 Việt Nam đã có hàng loạt những cơ hội nguy hiểm và cuối cùng chúng ta đã có được cái thành công với một cú đánh đầu được coi rằng là quá hiểm hóc của Nhâm Văn Dũng, cũng giống như những gì mà chính ông Quốc Kinh có phải thừa nhận, đó là một bàn thắng quá đẹp của đội tuyển U23 Việt Nam. Và thứ hai nữa chính xác đó là sự xoay chuyển tuyệt vời của Công Đến và Lý Cơ Hoàng Anh. Hurra Passer thì đã bất ngờ sử dụng Huỳnh Công Đến đá khu vực giữa sân để trợ giúp cho những Hùng Dũng và Hoàng Đức để kiểm soát được hàng tiền vệ của đội tuyển U23 Thái Lan. Với một sức mạnh và nền tảng thể lực quá sung mãn thì Công Đến đã giúp cho thầy Park đã hạn chế được rất nhiều hàng tiền vệ cực mạnh của Thái Lan. Và những cầu thủ trước đây được đánh giá cực mạnh của Thái Lan tung hoành trước những đối thủ như là Singapore hay là Campuchia với những chiến thắng đậm đà 5-0 thì gần như đã không thể có bất cứ được cái tình huống nguy hiểm nào tạo ra trước khung thành của đội tuyển U23 Việt Nam cả. Mà sang đến hiệp 2 thì thầy Park đã bất ngờ rút ra Công Đến mà thay vào đó là Lý Cơ Hoàng Anh. Mặc dù trước trận thì có những thông tin rằng là Lý Cơ Hoàng Anh đã bị đau để tăng cường sức mạnh cho hàng tấn công, và rõ ràng là cái sự thay đổi này đã mang đến hiệu quả cực cao tuyệt đối dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Sự xuất hiện của Lý Cơ Hoàng Anh đã mang đến những sự tươi mới dành cho cách chơi, cách tấn công của đội tuyển U23 Việt Nam, và từ đó thì đã dẫn tới một bàn thắng duy nhất để mang về chiếc huy chương vàng danh giá dành cho bóng đá nước nhà. Và những cầu thủ thầm lặng mặc dù không đóng góp quá nhiều vừa qua như Văn Tùng, như Mạnh Dũng, đó thực sự là một chiến lược quá tuyệt vời của thầy Park. Hàng tấn công của đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta đang có những sự lựa chọn khá là khác biệt và phù hợp với từng đối thủ và trong từng thời điểm của trận đấu một. Và thầy Park đã sử dụng những quân bài này một cách là vô cùng linh hoạt. Ở đầu trận thì thầy Park đã tung Văn Tùng vào sân ngay từ đầu để tận dụng được một cầu thủ có sức tỉ đè tốt của Văn Tùng để phá sức của hàng thủ của đội tuyển U23 Thái Lan. Văn Tùng trận đấu vừa qua thì đã thi đấu không hề biết mệt mỏi và giống như một cỗ máy vậy, khiến cho những cầu thủ hậu vệ của U23 Thái Lan đã phải rất vất vả thì mới có thể theo kèm được. Và sau khi khiến cho những cầu thủ của U23 Thái Lan mệt nhoài với những pha đi bóng rất là tốc độ của mình thì thầy Park đã tung nhờ Mạnh Dũng vào sân. Và cầu thủ của Viettel đã thi đấu rất khôn ngoan và có một nền tảng thể lực tốt hơn, cho nên đã dễ dàng lùn lách và đã xé tan hàng phòng thủ của đội tuyển U23 Thái Lan. Và sau một số cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ trước khung thành của Thái Lan thì điều gì đến cuối cùng cũng đến. Mạnh Dũng cũng đã chứng minh được cái giá trị của mình khi được thầy Park tin tưởng, đó là cú đánh đầu hoàn hảo khiến cho thủ môn Cao Huyền, một thủ môn có chiều cao cực tốt, một thủ môn thậm chí là đội trưởng của đội tuyển U23 Thái Lan đành phải bó tay và cuối cùng đã mang về chiến thắng dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Và Phạm Tuấn Tài là cầu thủ chắc chắn cũng sẽ được nhắc đến rất nhiều. Sau khi mà Văn Xuân gặp chấn thương nặng trong trận bán kết với U23 Malaysia thì đội tuyển U23 Việt Nam đã đối mặt với một tổn thất rất nghiêm trọng ở hàng cánh. Và từ đầu giải thì Lê Văn Xuân cùng với cả Lê Văn Đô là một đôi mà đã xuất hiện thường xuyên. Tương trong những hoàn cảnh khó khăn thì thầy Park đã quyết định đặt niềm tin vào Phan Tuấn Tài, và cầu thủ đang thi đấu cho Đắk Lắk không được ra sân nhiều từ đầu giải thế nhưng lại có một tố chất cực tốt để thay thế cho Văn Xuân. Và chính cầu thủ này đã mang đến một cú tạt bóng chuẩn xác bên hàng cánh trái và là người đã giúp cho Mạnh Dũng ghi bàn thắng quyết định của trận đấu này. Quá nhiều điều về để nói về Hummel Pauser với những quyết định nhân sự có thể nói rằng tuyệt vời. Không chỉ tôi nghĩ rằng không chỉ là những chuyên gia có thể nhìn ra, mà ngay cả các cầu thủ viên của Việt Nam chúng ta, những người rất bình thường thôi, không phải chuyên gia, chúng ta thấy được rằng thầy Park đã tuyệt vời, thay người tuyệt vời như thế nào, cách nhìn nhận trận đấu tuyệt vời như thế nào. Và có lẽ rằng chỉ có những ông chuyên gia ngồi bàn giấy thì mới có những phát biểu trầm trọng rồi là chỉ trích thầy Park rất nhiều trong thời gian vừa qua mà thôi, đúng không ạ? Mong quý vị và bạn nhận xét như thế nào về thông tin này. Hãy để lại một like và một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tổng Đá nhé. Còn tới đây thì bản tin của Tổng Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tổng Bóng Đá.